thái độ quan trọng hơn trình độ đấy. Cái thái độ mình ứng xử với từng bài học trên tinh thần là gì? Được ăn cả ngã về không. Chơi là phải chơi hết mình, không có khái niệm sai sót một bài. Đã làm là làm hết và làm đến tận cùng, trọn vẹn. Giả sử đề thi tôi ra cho tụi em là 5 bài toán, tụi em giải được 3 bài, tụi em được 6 điểm. Tụi em giải được 1 bài, tụi em được 2 điểm. Tụi em giải hết 5 bài, tụi em được 10 điểm. Đây gọi là cách chấm thông thường. Cách chấm thông thường tức là sai phần nào thì vứt phần đấy đi, còn phần đúng vẫn cứ phải giữ lại. Cách chấm thứ hai này đầu gấu hơn rất nhiều. Một cái đề thi tôi cho các em 5 bài, tụi em làm trọn vẹn 5 bài thì được 10 điểm. Chỉ cần một bài sai sót thì không điểm luôn tất cả. Được ăn cả ngã về không. Một là 10, hai là không. Không có khái niệm 5 điểm, không có khái niệm 7 điểm. Tụi em chọn cách nào? Khi chúng ta chọn khó thì tự nhiên chúng ta có năng lực, nỗ lực ít nhất gấp đôi. Đó là lý do vì sao người ta nói là gì? Thái độ quan trọng hơn trình độ đấy. Cái thái độ mình ứng xử với từng bài học trên tinh thần là gì? Được ăn cả ngã về không. Chơi là phải chơi hết mình, không có khái niệm sai sót một bài. Đã làm là làm hết và làm đến tận cùng, trọn vẹn, không chơi lưng chừng. Nhờ nên tinh thần này, nhắc lại tinh thần này, ngày hôm nay chúng ta bước vào đây, chúng ta áp suất lên chính mình để chúng ta chuyển hóa tốt cho chính mình. Từ than bùn nó biến thành than đá, phải áp suất với nhiệt độ rất cao. Và đi hết cái hành trình này sẽ có một số than đá xuất hiện và sẽ có vài hạt kim cương xuất hiện. Áp suất cực cao, nhiệt độ cực cao sinh ra kim cương. Nhưng hành trình này chưa kết thúc, đúng không? Những bạn nào đã nở hoa thành kim cương thì phải tiếp tục đi lan tỏa, tiếp tục nâng đỡ đội ngũ kế thừa phía sau mình. Những bạn nào là than đá thì phải tiếp tục hành trình luyện mình thành kim cương. Và đây là một hành trình suốt đời của chúng ta. Và trong đội của các bạn nha, đã chọn khó rồi. Nếu đúng theo tinh thần lục hòa này, một người không làm xong cả tổ chịu trách nhiệm. 10 người chia thành một nhóm, chỉ cần một người không xong thôi, 9 người còn lại chịu trách nhiệm cùng. Nhắc nhở, đánh đập, hướng dẫn nào tùy. Nhưng chúng ta nhắc nhở, hướng dẫn, nhưng không được phép làm hộ. Cấm tuyệt đối không làm hộ. Làm hộ là chúng ta giết họ đấy. Hãy cho họ một bài học lớn để họ trưởng thành. Đừng bao giờ làm hộ. Được quyền đứng từ xa chỉ, được quyền hướng dẫn, được quyền cầm tay chỉ việc, nhưng cấm tuyệt đối không làm hộ. Lưu ý nha. Và trong cái bài này chúng ta tập luôn một năng lực mới, đó là năng lực 4 kỹ. Học kỹ. Học phải thật kỹ vào, đọc phải thật kỹ vào, thông tin nắm nó phải kỹ lưỡng nha. Nghĩ kỹ, ngồi suy ngẫm kỹ vào nha. Rồi đến khi các bạn viết xuống slide, làm kỹ. Sau khi làm đi làm lại rồi, kiểm tra lại một lần nữa, cũng phải thật kỹ, kiểm tra kỹ. Sau đó các bạn đã kiểm tra kỹ rồi, quăng cho nhóm bạn. Mọi người trong nhóm cùng soi lỗi của nhau. Một dấu phẩy cũng phải làm lại nha. Một dấu chấm phẩy gõ tầm bậy cũng phải làm lại. Một cái câu mà sai chính tả cũng phải làm lại. Những cái canh lề lệch lạc cũng phải làm lại. Canh lề nó phải đều nhau. Tức là tóm lại, nhìn vào cái slide nó phải hài hòa, không có được phép lộ cộ. Nỗ lực hết sức để các bạn hãy sinh ra một tác phẩm. Đây là một tác phẩm miêu tả về cuộc đời của chính mình đấy. Và đã là sơ đồ cuộc đời của mình, đã là tấm bản đồ cuộc đời của mình thì phải là một tác phẩm. Subscribe YouTube Trần Việt Quân để theo dõi những video clip giá trị.